Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Trong diễn biến mới nhất của thần ấn vương tọa, ma thần Hoàng Phong Tú đã đích thân đại giá tới khu ma quan để tìm ma thú ba đầu. Tuy không tìm được thứ mình cần, nhưng Phong Tú đã phát hiện ra người thừa kế của mình. Chính bởi vì nể mặt đứa cháu này nên hắn đã tạm thời bỏ qua cho khu ma quan. Lần này rất may, nhờ có Long Hạo Thần nên nguy cơ bị hủy diệt của nhân loại mới được giải trừ. Vậy những lần khác thì sao? Ma thần là một tồn tại tối cao, có sức mạnh vô biên hơn nhân loại rất nhiều. Lý do gì mà hàng ngàn năm qua, nhân loại vẫn có thể tồn tại và phát triển đến bây giờ? Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Đầu tiên, phải kể đến sức kiên cường của nhân loại. Ngàn năm dù trải qua vô số cuộc chiến với ma tộc, nhân loại dù thất bại vẫn không khuất phục trước mảnh hắc ám kia. Bên cạnh đó, trong nhân loại tồn tại một nhóm sa ma đoàn cấp truyền thuyết gọi là Ma Thần Chi Vẫn. Đây là nhóm sa ma đoàn mạnh nhất từ trước đến nay, họ đã từng tiêu diệt 10 vị ma thần trong lịch sử huy hoàng. Trong lịch sử ghi chép, Ma Thần Chi Vẫn có 20% nắm chắc cùng Ma Thần Hoàng độc quy vô tận. Bên cạnh đó, họ có 30% tin tưởng có thể làm vị tồn tại tối cao kia trọng thương. Đáng tiếc, tuổi thọ của nhân loại vĩnh viễn không thể so sánh cùng Ma Thần Hoàng, sinh mệnh nhân loại bởi vì có linh lực mà kéo dài. Một vạn linh lực có thể khiến chức nghiệp giả không xảy ra bất ngờ gì, sống hơn 100 tuổi. Khi tu vi tiến vào cấp 9, linh lực đột phá 10 vạn, có thể dễ dàng đạt được 200 tuổi. Thế nhưng so với Ma Thần Hoàng đúng là không đáng nhắc đến. Trước khi rời khỏi khu ma quan, Phong Tú đã tiết lộ. Vài ngày trước bản thân vừa đạt tới 100 vạn linh lực, dù ngàn năm nữa, nhân loại cũng không phải là đối thủ của y. Chưa nhắc đến sự ra tay của Ma Thần Hoàng thì ngàn năm qua, nhân loại chưa thể cùng ma tộc đối kháng vì có sự tồn tại của 72 trụ ma thần. Đối với ma tộc thì trụ ma thần chính là thần khí của chúng, chỉ cần còn trụ ma thần, dù ma thần có tử vong, hậu nhân của chúng vẫn có thể tiếp tục truyền thừa. Đây cũng là lý do mà Ma Thần Chi Vẫn trước đây từng lấy mạng ma thần, nhưng đến hiện tại, ma tộc vẫn tồn tại đủ 72 cây trụ ma thần. Lý do thứ hai mình nhắc đến trong video này chính là vì số lượng đông đảo của ma tộc. Ma tộc mạnh ở quân số và những tộc cao cấp như Tinh Ma, Nguyệt Ma, Nghịch Thiên Ma Long. Những tộc này có thiên phú tu luyện mạnh vì nguồn gốc sức mạnh của bọn chúng đến từ thần khí, sau thần khí rơi xuống từ vị diện khác. Thế nhưng ma tộc cấp thấp thì khác. Với cao tầng ma tộc và khả năng nhân bản nhanh cho nên vấn đề lương thực chính là một sự thách thức lớn. Vốn dĩ ma tộc thường xuyên phát động chiến tranh nhưng không đánh chiếm hoàn toàn lãnh địa của Liên minh Thánh Điện. Một phần là vì để tộc đàn giảm bớt đi cho đỡ tốn khẩu phần ăn, chính thân xác của những con mất đi lại được mang ra làm thức ăn cho những con sống. Hơn nữa, ma tộc không biết trồng trọt, chăn nuôi, đặc biệt bọn chúng không có khả năng sáng tạo như con người. Bởi vậy, có hủy diệt nhân loại hay không, người đứng đầu ma tộc tuyệt không nóng vội. Đối với hắn, nhân loại chẳng qua là gia súc gia cầm hắn nuôi dưỡng. Cho nên, bọn chúng buộc phải giữ lại con người nếu không muốn bản thân tự tuyệt đi đường sống của mình. Lý do cuối cùng chính là vì kế hoạch to lớn của Ma Thần Hoàng. Sau này, trong nguyên tác của thần ấn vương tọa có nhắc tới một việc, đó là Ma Thần Hoàng Phong Tú muốn đồng hóa nhân loại, y muốn để cho ma tộc lấy nữ nhân của nhân loại để sinh con. Những đứa trẻ này, tương lai vừa kế thừa sức mạnh của ma tộc, vừa kế thừa cả trí thông minh, sáng tạo của nhân loại. Điều này cũng dễ hiểu lý do vì sao khi phát hiện ra Long Hạo Thần ở khu ma quan, y lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Long Hạo Thần có thể chất tuyệt luân, hơn nữa còn là hậu nhân chân chính của Phong Tú, mặc dù hiện tại còn chưa đủ mạnh nhưng tiền đồ rất sáng lạ. Chính bởi thế, sau khi rời khỏi khu ma quan trở về, Phong Tú đã thông báo cho Bái Mông chuẩn bị cho người thừa kế thứ hai của mình. Trong diễn biến tiếp theo, mình sẽ bật mí một vài chi tiết, Thải Nhi sẽ bắt gặp tình địch của mình, nữ nhân này chính là Nguyệt Dạ. Chức vị của Nguyệt Dạ trong ma tộc khá cao, cô gái này say mê Long Hạo Thần ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong quá trình đi thực hiện nhiệm vụ, Long Hạo Thần với Đắc Di đã phải đến chỗ ở của Nguyệt Dạ ở Nguyệt Ma Thành. Trùng hợp là Ma Thần Hoàng Phong Tú cũng xuất hiện ở đây, tuy phát hiện ra Long Hạo Thần nhưng Phong Tú vẫn mất nhắm mắt mở cho qua mà không vội vạch trần hắn. Nếu hai người có thể đến với nhau, Phong Tú cũng vui mừng, đây cũng là một phần trong kế hoạch vĩ đại của y. Thế nhưng kế hoạch này là cả một quá trình rất dài, Phong Tú chưa kịp làm gì nhiều, Hạo Nguyệt xuất hiện nên đã phải chiến đấu đến hết phim. Trên đây là một vài lý do mình tổng hợp được về nguyên nhân mà ma tộc chưa vội tiêu diệt nhân loại. Các bạn có bổ sung thêm điều gì không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé! Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!